Hiệp 1 đã bắt đầu. Ở hiệp 1, đội khách Viettel bảo vệ cầu môn bên phạm hàng nhỏ các bạn. Hoàng Đức dứt điểm, cú đá chân trái của Hữu Thắng. Hữu Thắng là cầu thủ có chân trái rất hay. Đánh đầu, không vào. Thêm một pha dứt điểm của Hữu Thắng. Một cầu thủ có tư duy, chơi rất kỹ thuật. Hữu Thắng ở đây được đá nhiều hơn. Chúng ta xem lần nữa pha đánh đầu của Hữu Thắng. Hữu Thắng chỉ cao 1m68, năm nay mới 22 tuổi. Không thành công pha xử lý của Phi Sơn. Không có Paulo vì bị treo giò, chắc chắn những người như Phi Sơn sẽ phải nỗ lực hơn mức bình thường. Sau chấn thương thì cảm giác là Văn Huy là một hậu vệ. Huấn luyện viên Thành Công sẽ phải sắp xếp lại đội hình. Nhưng vẫn còn đó những đường nét tài hoa. Chuyển vọng, pha dứt điểm kín rất nhanh. Tuy nhiên thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp cảnh giác. Machado đã có một bàn thắng ở mùa giải hôm nay. Một cú gảy gót kín. Pha bóng không đơn giản. Vẫn là Giovanni. Chuyền bóng bị chậm. Nếu chuyền nhanh cho Dương Văn Hào thì cơ hội sẽ rất rõ. Chúng ta xem lại pha xử lý của Giovanni. Hồ Khắc Ngọc chuyền lên cho Hoàng Đức, đối mặt Quang Tuấn đã băng ra kịp thời. Chúng ta xem lại đường chuyền của Hồ Khắc Ngọc cho Hoàng Đức. Pha băng ra chủ động của Quang Tuấn. Thành Trung vẫn còn đó những đường nét rất quen thuộc. Machado sút bóng vẫn còn. Văn Hiệp không vào. Văn Hiệp không sút ngay mà chuyền cho đồng đội. Cú đá đã bị Nguyên Mạnh từ chối. Phản xạ rất tốt của Trần Nguyên Mạnh. Pha bóng hay của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha xử lý của Văn Hiệp. Văn Hiệp có thể sút ngay từ góc hơi hẹp. Chúng ta xem lần nữa tình huống. Machado rất cố gắng xoay sở. Văn Hiệp đã chuyền bóng để Trung Học dứt điểm. Nên họ ít nhiều vẫn có sự thận trọng. Không vào. Suýt nữa đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Một tình huống rất bất ngờ. Chúng ta vừa xem lại pha dứt điểm rất nhanh. Nguyên Mạnh đã phản xạ tuyệt vời. Rất nguy hiểm. Bóng đi vòng thẳng vào cầu môn. Văn Hiệp. Dứt điểm. Bóng đi đúng vị trí của Trần Nguyên Mạnh. Đó là Ian Calicio. Một trung vệ sẵn sàng ghi bàn không khác gì một tiền đạo. Với đội chủ nhà lúc này thì những tình huống cố định rất quan trọng. Khi mà họ có tòa tháp Ian Calicio với chiều cao 1m98. Anh đã một pha đạp bóng vừa rồi rất nhanh, phản xạ rất nhanh. Tuy nhiên Đinh Thanh Trung khá bất ngờ. Văn Huy không được. Có lẽ đó là pha chuyền vào nhưng bóng đi sâu hơn dự kiến. Pha đá phạt đã khiến cho hàng phòng ngự Viettel bị bất ngờ. Giovanni. Một cơ hội. Nhâm Mạnh Dũng. Rất tiếc là cú đá không được như ý. Giovanni đã có pha chuyền bóng rất thuận lợi cho Nhâm Mạnh Dũng.
Nhưng mà anh Dũng không sút bóng chân phải mà quạt sang chân trái, bóng đã đập chân Ian Calicio. Hoàng Đức, bóng đi tầm la la. Rất cố gắng móc bóng vào trong. Bóng đã ra phía sau cầu môn. Pha xử lý của Zaha. Zaha là một cầu thủ. Đinh Thanh Trung, vai trò điều tiết bóng của Thanh Trung rất quan trọng với đội chủ nhà. Dứt điểm, bóng đâm vào dọc, rất không may cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tình huống hết sức bất ngờ và tưởng rằng bàn thắng đã được ghi cho đội bóng của thầy trò Lên thành công. Đây đã là phút thứ 78 rồi. Nếu vượt lên dẫn bàn sẽ là lợi thế lớn cho đội chủ nhà. Văn Hiệp, chuyền vào, không được. Cầu thủ bật lên là Đào Văn Nam. Hậu vệ trái Văn Nam cao đến 1m81 và anh thường xuyên di chuyển vòng cấm để tham gia những pha không chiến. Rất cố gắng chuyền ngược lên từ đáy biên. Rất nguy hiểm. Ian Calicio băng vào. Sút. Hết sức vất vả. Pha cản phá của Nguyên Mạnh. Viettel đang bị ép rất mạnh khi không tạo ra áp lực ở những pha phản công. Pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung. Cú đá chân trái rất mạnh của Machado. Chuyền vào. Dứt điểm. Không vào. Thêm một bóng rất nguy hiểm được tạo về cầu môn của Nguyễn Mạnh. Nhưng mà thắng vẫn chưa đến với cao thủ Hồng Lê Tĩnh. Cú đá của Văn Hiệp. Cầu thủ vào xe người của đội chủ nhà đều đã chơi rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Thiếu một chút may mắn. Rất chính xác. Đã có va chạm giữa Văn Công và Giovanni. Ian Calicio đánh đâu? Dứt điểm ngay trước cầu môn nhưng bóng ra ngoài. Có lẽ là không còn cơ hội nào nữa để có thể giúp đội chủ nhà vượt lên giành chiến thắng. Ian Calicio đóng vai trò đặc biệt quan trọng ở những tình huống bóng bổng. Trận đấu đã khép lại. Không đều là tỷ số cuối cùng. Sự thất vọng và tiếc nuối của các thủ Hà Tĩnh. Họ đã tạo ra nhiều pha sóng gió cho cầu môn Nguyễn Mạnh nhưng không thể ghi bàn. Ngay cả tình huống này rất thuận lợi. Tất cả đều đúng với ý đồ của các thủ Hà Tĩnh.